Trở ra với thị trường cây cảnh tại thủ đô Hà Nội, cho đến thời điểm hiện tại thì nhiều cửa hàng hoa cũng như là cây cảnh Tết đã được bày bán tấp nập trên các tuyến đường của thủ đô. Tuy nhiên không khí mua sắm cây cảnh vui chơi ngày Tết vẫn rất ảm đạm. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Dư âm của dịch COVID-19 khiến chợ hoa trên đường Lạc Long Quân vẫn khá ảm đạm. Có lẽ một phần do trời mưa rét, nhiều cành đào dù đẹp nhưng vẫn vắng bóng người mua. Có những tiểu thương chờ gần hết cả ngày vẫn chỉ bán được vài cành đào. Cái tình hình COVID là dịch đang căng thì là dân nó ít hơn, chơi ít hơn năm ngoái và vắng khách hơn năm ngoái. Nhưng mỗi năm là cái tầm này là khách hứa là đông nghịt thơ mấy năm nay với năm ngoái tầm 40%. Anh Công năm nay chỉ nhập gần 100 cây cảnh đào quất lớn các loại, vậy mà đã ở đây bán hơn 2 tuần vẫn chưa hết hàng. Anh Công lo lắng năm nay có thể sẽ phải bán với giá thấp. Năm nay nếu mà so với năm ngoái thì năm nay sụt giảm nhiều, chắc là khoảng 30-40%, bởi vì năm ngoái bán nó khác. Năm nay cái dịch giá nhiều mà dân tình thực sự đi sắm thấy ít. Ít ảnh hưởng về giá có lẽ là các loại lan. Năm nay nhiều người thay vì chơi đào đã chuyển sang chơi lan. Nhiều tiểu thương cho biết lan năm nay bán chạy hơn so với năm ngoái. Lượng đơn đặt hàng cũng tăng từ khoảng 10-20%. Thậm chí năm nay còn có thể cháy hàng. Như hiện tại năm nay là nhà anh tăng sản lượng so với năm ngoái, thì nhà anh cũng xác định nhập hàng tăng thêm hàng. Mà hiện tại từ đầu vụ đẩy hàng ra cũng nhiều hơn năm ngoái. Thì lượng khách mua rất là nhiều, và đơn đặt cũng rất nhiều. Gần như không có giảm. Nhưng hiện tại đến thời điểm này nhà anh tăng khoảng tầm 20% sản lượng so với mọi năm. Tôi thấy là cái giữa xu hướng Tết của năm nay thì người ta chơi đào cũng nhiều rồi. Cho nên là cái việc mà chơi lan là thịnh vượng hơn. Thí dụ như là trong một cái gia đình, một cái biệt thự hoặc nữa là một cái căn hộ thì để một cái chậu hoa lan này nó rực rỡ hơn à. Thế mà nó nhiều cái màu sắc, nhiều màu sắc đẹp. Thì tôi thấy là người ta chọn lan cũng nhiều. Kinh tế khó khăn, người dân tiết kiệm chi tiêu, nhu cầu mua sắm cũng giảm. Giá hoa và cây cảnh năm nay được dự đoán giảm so với các năm trước. Nhưng hoa Tết vẫn sẽ khoe sắc tươi thắm trên mọi ngóc ngách của thủ đô.